đây, Thái Lan đã chính thức công bố chính sách sửa đổi miễn trừ thuế tiền điện tử cho các nhà giao dịch tiền điện tử trên một số sàn giao dịch được ủy quyền. Theo đó, một số sàn giao dịch được ủy quyền được miễn thuế VAT 7% và các nhà đầu tư khởi nghiệp tiền điện tử được miễn thuế trong thời hạn 10 năm. Các quy định nới lỏng này của Bộ Tài chính nhằm mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Những thay đổi này diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ nước này hủy bỏ các kế hoạch ban đầu và việc áp mức thuế 15% đối với các khoản lợi nhuận thu được từ tiền điện tử. Chính sách thuế sửa đổi này cũng cho phép các nhà giao dịch xử lý các khoản lỗ hàng năm cho các khoản đầu tư về tiền điện tử. Đây được cho là động thái khích lệ nhà đầu tư tiền điện tử rất nhiều, bởi ở thời điểm hiện tại, hầu hết các chính phủ đều chỉ tìm kiếm lợi nhuận từ việc áp thuế đối với các hoạt động tài chính liên quan đến tiền điện tử mà không cân nhắc tới những vấn đề mà giao dịch phải gánh chịu từ những biến động của thị trường. Bộ trưởng Tài chính Acom cho biết, các chính sách thuế sửa đổi nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền điện tử của đất nước, đẩy mạnh việc hỗ trợ Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu về tiền điện tử châu Á.